Xin chào quý vị và các bạn. Việc kiểm tra, giám sát và vận hành các hệ thống kỹ thuật đó là một nhiệm vụ trọng tâm của phòng kỹ thuật. Qua kiểm tra, phòng kỹ thuật sẽ chủ động trong mọi tình huống có thể xảy ra, góp phần cung cấp một chất lượng dịch vụ tốt nhất. Và tuần này tôi xin chia sẻ tới quý vị và các bạn những công việc đã làm trong tuần qua. Kiểm tra rủi ro hệ thống phòng cháy chữa cháy. Để làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy và phòng ngừa các rủi ro có thể xảy ra tại tòa nhà, công tác kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Nhận thức được tầm quan trọng này, phòng kỹ thuật ban quản lý tòa nhà luôn luôn yêu cầu nhân viên kỹ thuật thường xuyên kiểm tra hiện trạng các hệ thiết bị phòng cháy chữa cháy. Việc kiểm tra ở tất cả các trục đã lắp đặt bình cứu hỏa và kiểm tra tại các hộp chữa cháy vách tường tại tầng hầm. Qua kiểm tra sẽ loại bỏ những bình không đủ tiêu chuẩn để thay thế bình mới, đảm bảo luôn đủ số lượng, góp phần thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy tại tòa nhà. Kiểm tra các hệ thống thoát nước và hệ thống bơm hố thu nước. Trong tuần vừa qua, để phòng ngừa rủi ro do cơn bão số 2, qua trung tâm dự báo thời tiết và thông báo của các cấp lãnh đạo về việc chủ động ứng phó với cơn bão, phòng kỹ thuật ban quản lý tòa nhà đã làm một số công việc để ứng phó với cơn bão. Để đề phòng mưa lớn có thể xảy ra, phòng kỹ thuật đã triển khai cho nhân viên kỹ thuật của mình kiểm tra lại các miệng hố thu thoát nước của tòa nhà và kiểm tra chạy thử tất cả các bơm hố thu nước tại tầng hầm B1 và B2 để góp phần luôn chủ động tốt nhất đối phó với trường hợp tình huống mưa lớn và kéo dài có thể xảy ra.